quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Ukraine thừa nhận tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa. Kiev tuyên bố dùng tên lửa Mỹ tập kích bến phà eo biển Kerch. Máy bay F-16 của NATO có thể khiêu khích Nga giáng đòn hạt nhân vào Ukraine. Nga liên tục chút lửa vào quân đội Ukraine ở Avdiivka. Trung Quốc xác nhận không dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ. Quân đội Ukraina đã phóng tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga sau khi Kiev được London cho phép sử dụng. Đây là tuyên bố của ông Yuriy Sark, cố vấn bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraina trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg. Khi được hỏi liệu các lực lượng Ukraine có ý định sử dụng vũ khí nước ngoài chống lại các mục tiêu ở xa chiến tuyến xung đột Nga-Ukraine hay không? Ông Sách trả lời, chuyện này đã xảy ra. Ông nói, anh đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadows và chúng tôi đã sử dụng những vũ khí này thành công. Nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cuộc tấn công. Vào đầu tháng 5, Ngoại trưởng Anh David Cameron đã cho hay Ukraine có quyền tấn công Nga bằng các vũ khí do London cung cấp Moscow trước đây từng cáo buộc Kiev sử dụng các loại vũ khí của Anh để tấn công vào nhiều khu vực của Nga. Sau tuyên bố của Ngoại trưởng Cameron, quan chức Bộ Ngoại giao Nga Sergei Believ cho hay vũ khí do Anh cung cấp đang được quân đội Ukraine tích cực sử dụng để tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở vùng Donbass cùng nhiều khu vực khác của Nga. Hiện tại Ukraine tiếp tục có thêm nhiều đồng minh nước ngoài cho phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài anh, một số quốc gia khác như Ba Lan, Latvia cũng cho biết họ không phản đối Ukraina sử dụng tên lửa được tài trợ. Còn vào tuần trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nhấn mạnh các thành viên trong khối nên cho phép Kiev sử dụng vũ khí được viện trợ để chống lại Nga, bởi việc duy trì lệnh cấm cản trở khả năng tự vệ của Ukraina. Hôm 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố các cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga sẽ thể hiện sự gia tăng nghiêm trọng của cuộc xung đột ở Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đã công bố hình ảnh bến phà tại eo biển Kerch bị tấn công bởi tên lửa đạn đạo do Mỹ viện trợ. Thông cáo được Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine đăng trên mạng xã hội Telegram viết rằng các đơn vị phòng vệ của họ đã thực hiện nhiệm vụ tấn công bến phà của Nga nằm trong địa phận bán đảo Crimea cạnh eo biển Kerch. Trong một đoạn thông cáo viết, điều đáng chú ý là bến phà trên được bao phủ bởi các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga như Panzer S1, Thor và S400 Triumf. Tuy nhiên, những tên lửa ATACMS được đưa vào sử dụng từ thập niên 1990 đã thành công qua mặt lá chắn phòng không tiên tiến của đối phương vụ tấn công tên lửa đã khiến cho hai chiếc phà tại đó hư hại đáng kể một trong số chúng bị mắc cạn gây cản trở toàn bộ hoạt động trong khu vực quân đội ukraine sau đó đã công bố các bức ảnh chụp bằng vệ tinh cho thấy hai chiếc phà nằm ở bến phà ketch lần lượt bị tấn công vào thân và sàn tàu những khu vực cháy xén nghi gây ra bởi tên lửa atacms chính quyền nga tới nay chưa bình luận về thông cáo và những hình ảnh được lực lượng vũ trang ukraine đăng tải Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen đã cho biết, Ukraina có thể sử dụng máy bay chiến đấu F16 của Đan Mạch để tấn công vào các mục tiêu quân sự ở Nga. Câu trả lời ngắn gọn là có. Ông Rasmussen nói với các phóng viên, "Đây không phải là một quan điểm mới, nó là một phần trong kế hoạch chuyển giao máy bay chiến đấu F16. Khi chúng tôi thảo luận về vấn đề này với Ủy ban Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Đan Mạch, chúng tôi hiểu rõ ràng đây là một phần của tự vệ." và có thể tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Vị quan chức này nói thêm, Đan Mạch tuyên bố 19 máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine vào tháng 8 năm 2023. Đan Mạch trở thành quốc gia thứ hai sau Hà Lan thực hiện sáng kiến như vậy. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã hứa chuyển giao 8 chiếc F-16 đầu tiên vào năm 2024 và 5 chiếc nữa vào năm 2025. Nhà khoa học chính trị người Nga Sergei Markov suy đoán về thời điểm có thể Nga sẽ tấn công hạt nhân chiến thuật vào Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cho biết các máy bay chiến đấu F-16 mà Ukraine yêu cầu đều mang vũ khí hạt nhân. Theo nhà khoa học chính trị, tình huống này có thể đồng nghĩa với việc Moscow đang ám chỉ việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật TNVK nếu tiêm kích F-16 xuất hiện ở Ukraine. Nhà khoa học đề xuất, giả sử các máy bay F-16 đã có mặt ở Ukraine, chúng có thể bắt đầu bay vào đầu tháng 6. Điều này có nghĩa là một cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật sẽ có thể xảy ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ. Bộ Quốc phòng Nga mới công bố những đoạn hình ảnh quay cảnh pháo binh của nhóm tác chiến Center tấn công liên tục vào các vị trí quân đội của Ukraine ở khu vực Abdaivka. Theo hãng tin Sputnik, trong tuyên bố hôm 30 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đội pháo binh đã bắn hàng loạt đạn nổ phân mảnh vào các vị trí của quân đội Ukraine từ khoảng cách hơn 10 km. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến này đã hỗ trợ cho các hoạt động tấn công của các nhóm xung kích bộ binh vào vị trí của đối phương, cũng như nhắm vào các khu vực tập trung quân đội. Ngoài ra, việc kiểm soát mục tiêu và truyền tọa độ vị trí của đối phương được nhóm binh sĩ trinh sát thực hiện với sự hỗ trợ của máy bay không người lái UAV. Lực lượng pháo binh Nga được đánh giá có những binh sĩ giàu kinh nghiệm và đóng vai trò quan trọng trong vùng xung đột hiện đại. Họ được trang bị các hệ thống pháo binh tiên tiến như 2S19 Msta-S và 2S35 Koalitsia-SV để tấn công nhanh và chính xác vào các vị trí của đối phương. Pháo 2S19 Msta-S 152mm do viện thiết kế UZTM của Nga phát triển vào những năm 1980. Vũ khí chính của ms -S là khẩu pháo 2A64 152mm, có thể khai hỏa liên tục 8 phát trên 1 phút. Tầm bắn tối đa của pháo là 24,7 km. Nếu sử dụng pháo nổ đạn phân mảnh HE FRAG, pháo được thiết kế để phá hủy các khẩu đội pháo, xe tăng, xe bọc thép trở quân, các công trình phòng thủ, sở chỉ huy, trung tâm liên lạc và ngăn chặn các cuộc tấn công của đối phương. Trong khi đó, vũ khí chính của pháo 2S35 Koalitsia SV là pháo 2A88 152 mm với tầm ngắm tối đa là gần 70 km, đạt tốc độ khai hỏa 16 phát trên 1 phút. Điểm độc đáo của 2S35 Qualisia SV so với các pháo tự hành hiện đại trên thế giới là sử dụng tháp pháo điều khiển từ xa. Ngoài ra, pháo còn được trang bị hệ thống định vị vệ tinh, kênh trao đổi thông tin bảo mật và khả năng tự động cập nhật thông tin chiến trường ở cấp chiến thuật. Trung Quốc xác nhận sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine do Thụy Sĩ chủ trì. Theo hãng tin Reuters dẫn ba nguồn tin đề nghị giấu tên cho biết, Trung Quốc từ chối lời mời vì các điều kiện không được đáp ứng. Bắc Kinh được cho là đã thông báo với các nhà ngoại giao trong tuần này về một số điều kiện bao gồm hội nghị phải được cả Nga và Ukraine công nhận, phải có sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và có cuộc thảo luận công bằng về tất cả các đề xuất. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 27 tháng 5 cũng cho biết, Bắc Kinh ủng hộ việc triệu tập một hội nghị hòa bình được cả hai bên công nhận với sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên. Chính phủ Thụy Sĩ đang nỗ lực kêu gọi thêm nhiều lãnh đạo quốc tế tham gia hội nghị được tổ chức ngày 15-16 tháng 6, điều mà bờn hy vọng sẽ mở đường cho tiến trình hòa bình ở Ukraine. Moscow không được mời. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 30 tháng 5, gợi ý rằng Trung Quốc có thể tổ chức một hội nghị hòa bình trong đó Nga và Ukraine có thể tham gia. Ukraine hồi tháng 1 đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới ở Thụy Sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này tiếp tục kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự, nhưng Washington chưa xác nhận sẽ cử ai. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Việt Nam Net. Xin chào và hẹn gặp lại!